rằng anh chỉ có mình em và người mà anh nói yêu. Chỉ có mỗi em, để rồi lúc kề bên, người mà anh gọi tên lại không phải em. Don't fight him. Why you do this to me? Chẳng lừa dối nhau. Nói với em rằng anh đã hết yêu em thì có quá khó khăn với anh không? Em biết hết tất cả, chẳng qua em luôn cho là người nên nói ra những lời nên là anh. Và là anh đã muốn lừa dối em, và là anh đã chọn con đường làm em tổn thương, là mình sẽ như giấc mơ tàn mong mai. Anh biết em luôn luôn mong anh hạnh phúc, gặp người vào đúng lúc, giờ chỉ cần mỗi chân thành. Nói với em rằng anh đã hết yêu em thì có quá khó khăn với anh không? Em biết hết tất cả, chẳng qua em luôn cho là người nên nói